Xin chào các bạn, Thảo Linh lại trở lại trong bản tin Daily ngày hôm nay thứ 6 ngày 13. Dù là ngày đang tối nhưng hy vọng rằng Thảo Linh sẽ đem tới sự may mắn cho những ai đang ngồi trước màn hình này nhé. Và chúng ta hãy cùng nhau bước vào những nội dung trong bản tin ngày hôm nay. Microsoft dường như đã bỏ mặc và không còn chú ý đến việc phát triển thương hiệu điện thoại Lumia nữa. Điều này đã dẫn đến một hệ quả là một loạt đại lý và hệ thống bán lẻ phải tiến hành giảm giá sốc cho các điện thoại sử dụng hệ điều hành Windows Phone trong thời gian qua. Và một số mẫu điện thoại trong số đó đã đột nhiên trở thành những lựa chọn không thể tuyệt vời hơn trong tầm giá. Ví dụ, điển hình hôm nay là chiếc Lumia 435, một chiếc điện thoại Windows Phone 8.1 tầm thấp, trước đây được bán với giá gần 2 triệu đồng, thì cho đến hiện tại, bạn đã có thể sở hữu chiếc điện thoại này với mức giá là 28,75 đô la, tức là chưa tới 650.000 đồng trên hệ thống bán lẻ Walmart của Mỹ. Lumia 435 được trang bị các thông số kỹ thuật của một smartphone cơ bản với RAM 1GB, vi xử lý Snapdragon 200 loại kép, màn hình 4 inch WVGA, bộ nhớ trong 8GB, camera chính 2MP, camera phụ VGA cùng viên pin 1560mAh. Đây chắc chắn là một món hời với nhiều bạn trẻ muốn đổi gió sang một hệ điều hành khác mà vẫn đảm bảo đủ số lượng ứng dụng cần thiết, hoặc đơn giản là người muốn sử dụng một chiếc điện thoại với nhiều tính năng cơ bản trong một hiệu năng đủ mượt mà cho các công việc hàng ngày. Như đã biết, trước thềm sự kiện CES 2017, Samsung đã chính thức giới thiệu thế hệ Galaxy A2017 với trọng trách kế nhiệm cho dòng điện thoại A-series 2016 đã được ra mắt cách đây một năm. Dòng điện thoại mới gồm 3 mẫu Galaxy A3, Galaxy A5 và Galaxy A7. Dòng điện thoại mới của Samsung mang đến nhiều điểm cải tiến quan trọng so với các thiết bị tiền nhiệm, như cấu hình mạnh hơn, thiết kế nguyên khối được chăm chút hơn, chất lượng gia công tốt hơn, đem lại vẻ cao cấp hơn cùng việc tích hợp khả năng chống bụi, chống nước chuẩn IP68 cao cấp. Hiện tại, Samsung đã bắt đầu bán ra chính thức dòng điện thoại này, với thị trường châu Âu và Nga là những nơi đầu tiên được phân phối. Tại Nga, mức giá niêm yết của 3 thiết bị Galaxy A-series mới được liệt kê từ 22.900 rúp cho chiếc Galaxy A3, 27.900 rúp cho chiếc Galaxy A5 và 32.900 rúp cho chiếc Galaxy A7, tương đương là từ 8,7 cho tới 12,6 triệu đồng cho 3 chiếc điện thoại này. Có thể thấy đây là một mức giá rất là đắt khi xét đến cấu hình mà các mẫu điện thoại này mang lại. Tuy nhiên thì cần biết rằng Nga là một thị trường mà các thiết bị điện tử bị đánh thuế rất là cao, cũng như là sự bất ổn của đồng rúp trong thời gian gần đây. Do đó mức giá này không thể áp dụng tại các vùng khác và nhất là tại Việt Nam, mà sẽ được Samsung điều chỉnh xuống mức giá thấp hơn nhiều. Dự kiến Samsung sẽ tiếp tục bán ra các mẫu điện thoại trên đến các quốc gia và vùng miền khác trong thời gian sớm sắp tới. Nokia đã chính thức quay trở lại thị trường di động năm nay. Đó là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đầu tiên của họ là Nokia 6 lại chỉ hướng đến phân khúc tầm trung. Và rõ ràng điều này đã khiến không ít fan hâm mộ lẫn người dùng nói chung cảm thấy chưa thỏa mãn. Dĩ nhiên là HMD Global đã tính đến điều đó và quyết định sẽ sớm trình làng một chiếc điện thoại Nokia khác thực sự cao cấp. Cụ thể, một thiết bị Nokia hoàn toàn mới mang tên Nokia 8 vừa được hé lộ với thông số kỹ thuật cực mạnh và hoàn toàn xứng tầm flagship trong năm nay. Về cấu hình, chiếc Nokia 8 Super Mi sẽ trang bị phần cứng xử lý mạnh nhất với RAM 6GB, vi xử lý Snapdragon 821 hoặc 835, bộ nhớ trong lên đến 128GB cùng màn hình Super AMOLED 5,7 inch, độ phân giải Quad HD, hệ thống loa kép cùng dàn đèn LED riêng. Bên cạnh đó, điểm ăn tiền nhất của thiết bị chính là cụm camera khủng bố theo đúng cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng, được trang bị ống kính riêng của Cadiz, cảm biến ảnh 24MP, hỗ trợ chống rung quang học cùng khả năng chỉnh tay chuyên nghiệp. Camera trước lên tới 12MP hỗ trợ chụp ảnh selfie ảo tung chảo. Hiện tại thì chiếc điện thoại này mới chỉ được hé lộ thông qua một bản mẫu thử nghiệm, do đó chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa để có thể biết được chính xác hình dáng cũng như tính năng của thiết bị hấp dẫn này. Như đã biết trong các bản tin daily trước đây, Mac Channel đã đề cập đến các bạn khá nhiều thông tin xung quanh chiếc G6, mẫu flagship được trông đợi nhất trong năm nay đến từ LG. Nếu như một vài ngày trước đây, công ty Hàn Quốc đã công bố thành tựu mới của mình là một màn hình Quad HD cộng với tỷ lệ 18:9, độ phân giải 2880x1440px và dự định sẽ tích hợp nó vào chiếc G6 này. Hiện tại, công ty Hàn Quốc vừa tải lên một video úp mở về những tính năng hứa hẹn gây sốt trên chiếc điện thoại tiếp theo của họ. Dĩ nhiên là ai cũng biết là chiếc G6 rồi, chỉ có họ là cố tình không biết mà thôi. Theo đó, LG đã ngầm ám chỉ G6 sẽ là một thiết bị trong mơ với việc thực hiện hóa nhu cầu của số đông người dùng được phỏng vấn, như màn hình lớn giúp đa nhiệm tốt hơn, nhưng vẫn đủ gọn gàng để nhét vào túi quần, đủ nhỏ để cho người dùng có cảm giác muốn sử dụng liên tục chỉ với một tay, tích hợp khả năng chống nước, màn hình siêu cứng cùng khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp. Cuối video, LG cũng không quên nhà hàng thời điểm ra mắt chính thức của sản phẩm là tháng 2 tới, tức là trong khuôn khổ sự kiện MWC 2017 như các tin đồn trước đây.
Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu chiếc điện thoại hấp dẫn này có thể giúp chị LG làm nên chuyện hay không nhé. Vâng, và Nokia A6 chính là bất ngờ lớn nhất đầu năm nay của thế giới di động nói chung, bởi sự ra mắt của nó là hoàn toàn bất ngờ, không kèn, không trống, không hề thông báo trước, cũng không tham dự CES 2017. Nhưng HMD Global, công ty Phần Lan được thành lập bởi hầu hết các cựu quan chức cấp cao của mảng di động Nokia trước đây, đồng thời cũng sở hữu thương hiệu điện thoại Nokia, đã bất ngờ ra mắt chính thức chiếc Nokia A6. Và đây cũng chính là phát súng mở màn cho cuộc đổ bộ trở lại của Nokia vào thị trường di động kể từ năm nay. Điều này chắc chắn đã tạo nên sự phấn khích không nhỏ trong cộng đồng người dùng cũng như là fan hâm mộ Nokia nói riêng, và nó đã được cụ thể hóa phần nào nhờ số lượng đơn đặt hàng lên tới 270.000 ngay sau 24 giờ đầu tiên mở cửa cho phép người dùng đặt trước tại Trung Quốc. Dù cũng cần phải hiểu rằng số lượng đơn đặt hàng trước chưa thể phản ánh chính xác doanh số thiết bị, nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Nokia vẫn còn khá là lớn. Được biết, Nokia A6 sẽ được bán ra chính thức tại Trung Quốc vào ngày 19 tháng 1 tới. Còn phiên bản quốc tế của nó sẽ được giới thiệu tại sự kiện MWC 2017 và sẽ được bán ra rộng rãi trên toàn thế giới vào thời gian ngắn tiếp theo. Vâng, vậy là thông tin sự trở lại của Nokia đã khép lại bản tin Daily ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.